tư liệu của Tổ chức Lương Nông Thế Giới FAO công bố vào năm 2010 Số lượng động vật trên trời dưới đất dưới sông và dưới biển bị con người ăn và giết hại đã lên đến con số 330,7 tỷ Toàn thế giới mỗi năm có 1,8 tỷ gia súc chết dưới tay con người 22,5 tỷ chim gà và những gia cầm khác cộng với 1 triệu tỷ con cá căn nguyên của tai nạn và bệnh tật hãy trân trọng sinh mạng xin đừng giết hại động vật tập 4 người phỏng vấn cô đinh gia lệ khách mời Đạo pháp sư tịnh không ngày 26 tháng 4 năm 2012 tại hiệp hội giáo dục phật đà hồng kông xin chào pháp sư thưa pháp sư chúng ta tiếp tục buổi phỏng vấn nghe người già nói nợ âm trả dương thật dễ dàng quá kiếp trước chúng ta giết một con bò giết một con heo bây giờ chúng ta thả một con cá hoặc một con chim thì có thể xóa bỏ nợ cũ rồi có phải như vậy không ạ không thể không thể sao không thể thật vậy sao ạ làm sao có thể xóa bỏ được tội phước đều không có đạo lý xóa bỏ nợ cũ như vậy bạn tu phước nhất định sẽ hưởng phước bạn tạo tội cũng nhất định sẽ phải chịu tội Y có thời gian, nhân duyên khác nhau mà thôi. Ví dụ tôi bây giờ cố gắng hết sức tạo phước, phước báo rất lớn, phước sẽ hưởng trước. Tôi để sang một bên, hưởng ừ, phước xong rồi thì tôi sẽ đến. Phải hiểu đạo lý này. Tôi không ngừng tu phước, tôi ngày ngày đều tu phước, tội báo này sẽ luôn bị lùi về phía sau. Không thể xóa bỏ được. Không thể xóa bỏ nợ cũ à? Không thể. Vì vấn đề này cần phải lưu ý, không thể xóa bỏ được. Không thể xóa được. Đúng vậy, không thể xóa bỏ được. Không thể xóa bỏ được. Đúng, đúng, không thể xóa bỏ được. Không thể xóa bỏ được. Thư Pháp Sư, con đã từng tham gia phóng sanh, đến nơi thấy họ làm rất nhiều nghi lễ phức tạp. Kết quả là rất nhiều tôm cá bị ngộp chết, những người đi theo phóng sanh rất phiền não. Thư Pháp Sư, Ngài cho rằng làm như thế nào mới có thể như Pháp ạ? Khi phóng sanh, mua các con vật, nhất định phải còn rất khỏe mạnh. Phải quan sát xem chúng thực sự có thể tiếp tục sống được, thì bạn mới mua chúng. Nếu chúng bị thương quá nặng, thì chúng không sống được nữa, thì chúng ta thầm thọ tam quy y cho chúng. Khuyên chúng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Như vậy mới đúng. Nghi lệ phóng sanh quá dài quá rượm rà, đi qua thật là vấn đề thời xưa cổ đại đức định ra nghi thức này lúc đó họ biết phóng sanh lúc đó khác với bây giờ không có số lượng lớn như vậy cũng không có nhiều người cũng không có chúng sanh nhiều như vậy nên đều phải hiểu quy tắc này nghi thức cũng không thể kéo dài phải nhanh chóng kết thúc bạn kéo dài rất nhiều con vật chết trong thời gian kéo dài lê thê đó đây đều là tạo tội chúng con đã từng bị qua rồi đúng cũng là tạo tội đúng không ạ đúng không sai bạn có lỗi với chúng đúng vậy ạ có khi chúng con vì để hoàn tất nghi lễ mà đã không quan tâm đến cảm nhận của động vật không sai thật ra chúng ở trong đó ngột ngạt khó chịu biết bao không sai không sai vì vậy phóng sinh cần phải giống như loài sống với nước vậy khi đến bên sông thì lập tức thả chúng ngay lập tức thả chúng ngay sau đó mình mới ở bên sông làm lễ là được phải không ạ à? không sai không sai con có nghe một câu chuyện có một người mua một con gà đông lạnh về hầm ăn thế rồi con gà này nhập vào người nói với anh ta rằng anh ăn thịt tôi, tôi nhất định phải trả thù anh. Người này liền giải thích, anh ta nói, đâu phải là tôi giết gà đâu. Con gà nói, ăn là ăn, giết là giết. Giết tôi thì tôi sẽ trả thù, ăn thịt tôi thì tôi cũng phải trả thù. Người bị nhập này, lời nói này có đáng tin không, thưa Pháp Sư? Đáng tin. Đáng tin, quả thật là như vậy. Người nào nợ thì đòi người đó. Không sai. Nhưng các con vật này cũng cũng phải hoàn toàn giống như vậy. Có con chúng chuyên tìm người giết chúng, còn giống như con này thì giết hay ăn Nó đều tìm cả, đều hận cả Tâm sân hận quá sâu nặng Không sai Vì chúng ta vô tri Chúng ta cả đời này vô ý Hoặc cố ý sát hại đắc tội với chúng Làm hại hay ăn thịt quá nhiều động vật như vậy Thưa Pháp Sư Chúng ta phải làm sao để bù đắp đi Cách duy nhất là niệm Phật hồi hướng cho chúng Niệm Phật hồi hướng cho chúng Đúng vậy Nhớ công nội nhiều như vậy Vậy thì chúng ta hồi hướng hết cho những chúng sanh có duyên với mình Chúng sanh có duyên với mình bao gồm cả động vật bị mình sát hại Không sai Bao gồm cả những chúng sanh bị ăn, bị giết Cố ý giết hại hay vô ý giết hại đều bao gồm trong đó Tất cả những chúng sanh có duyên Mỗi ngày đều hồi hướng cho chúng Hồi hướng, niệm Phật hồi hướng cho chúng Đúng vậy Chúng tôi giảng kinh cũng vậy Mỗi khi kết thúc buổi giảng kinh đều có hồi hướng Thưa pháp sư, nói đến việc niệm Phật này, trước đây có rất nhiều người tu hành đã lâu, lão bồ tát gì đó, họ cho rằng bây giờ phải nên tụng thêm kinh chẳng hạn. Không cần, không cần thiết. Phải biết rằng, Tổ sư đại đức trước giờ dạy chúng ta, tụng kinh không bằng trì chú, trì chú không bằng niệm Phật. Đối với quỷ thần, thần linh, càng đơn giản càng có hiệu quả nhất là danh hiệu a di đà phật này công đức không thể nghĩ bàn nghĩa là câu phật hiệu này đã bao gồm công đức của tất cả kinh chú cho nên mình niệm một câu a di đà phật tức là niệm tất cả rồi không sai đây là điều mà rất nhiều người không biết rất nhiều người không tin, muốn tham nhiều, không sai. cảm thấy mình niệm một câu Phật hiệu hình như là vẫn không đủ, phải thêm chút gì đó. quan trọng nhất là thành tâm. thành tâm. tính tâm chân chính, tâm nguyện chân chính, điều này rất quan trọng. Thưa pháp sư, hiện nay thời tiết mây đen, khói bụi mù mịt, nói là oan hồn của rất nhiều động vật. chúng con ngày đêm phát chương trình giảng kinh của ngài. Hiện nay trong nước có rất nhiều máy phát kinh Phát kinh 24 tiếng đồng hồ Họ nghe có thể nhận được Lợi ích hay không ạ? À? Có thể, có thể nhận được lợi ích Có thể nhận được lợi ích Đúng vậy Mỗi khi chúng con phát, phải mời họ đến Có đúng không ạ? À? Phải mời họ đến Phải mời họ Đúng Khi ngừng phát, phải tiện họ về Thưa Pháp Sư Về cơ bản chúng con hiện nay Nhà nhà cũng đều phát cả ngày lẫn đêm Liên tục không ngừng Cũng tốt, vậy cũng tốt vậy tốt nhất là buổi sáng mời họ đến buổi tối hồi hướng hồi hướng đúng không sai như vậy thì tương đối có lệ phép vậy được ạ à? vậy là hồi hướng là được rồi đúng vậy không cần mời họ ai về chỗ nấy sao hồi hướng cũng chính là ai về chỗ nấy rồi thưa pháp sư trong tịnh độ thánh hiện lục có ghi chép rất nhiều câu chuyện giảng sanh của động vật động vật chúng làm sao có thể tin là có phật có thế giới cực lạc con người chúng ta có rất nhiều người không tin Có những con vật Nghe được danh hiệu Phật Nó biết khóc Có những con vật thậm chí còn ăn chay nữa Thưa Pháp Sư Ngài nghĩ sao về việc này Kiếp trước chúng là người Kiếp trước chúng tu hành rất tốt Vì một niệm sai lầm lúc lâm chung Nên đọa vào đường súc sanh Thiện căn phước đức của chúng đều có đủ Nghe được danh hiệu Phật Nhìn thấy người niệm Phật lạy Phật thì chúng cảm động. Vậy danh hiệu Phật đã khơi gợi lại ký ức của chúng đúng không ạ? À? Không sai. Chính là thông tin được lưu lại trong A Lại Gia Thức. Đúng, không sai. chú bỗng nhiên ăn chay cũng chứng minh được nhân duyên kiếp trước của chúng, phải không? Không sai. Kiếp trước đều ăn chay. Cho nên những việc này nếu không có nhân quả ba đời thì bạn làm thế nào giải thích được? chắc chắn là có nhân quả ba đời. Thưa Pháp Sư, động vật chúng muốn giảng sanh có giống như loài người chúng ta hay không? Giống nhau. Giống nhau. Vậy con? Cũng là liên hoa hóa sanh. Liên hoa hóa sanh. Đúng vậy. Vậy chúng niệm Phật thông qua cái gì? Chúng thông qua duyên của bản thân chúng, duyên của động vật. Không sai. Thư Pháp Sư, con nhớ có một lần khi đi phóng sanh, có một con chim không ổn lắm. Con liền lấy tay, vuốt ve nó. Khi chúng con niệm Phật, nó há mở miệng giống như chúng con vậy Có phải nó đang niệm Phật không Niệm Phật chung với chúng con Đó cũng là đang niệm Phật Đúng, đúng vậy Thưa Pháp Sư Bây giờ con biết là động vật trên trái đất Bị giết hại nhiều như vậy Một năm là 330,7 tỷ Nhiều động vật như vậy oan khí nặng như vậy Chúng muốn báo thù chúng ta Muốn tạo ra tai nạn Hoặc muốn tạo ra những căn bệnh cho người Đã giết hại chúng Có thể là những tai nạn kỳ lạ những căn bệnh quái ác tức là chúng khiến cho họ bị các loại bệnh đau khổ các loại tai nạn xin pháp sư từ bi khai thị con muốn tại đây ngài có thể từ bi khai thị cho các loài động vật có được không nghĩa là làm thế nào có lợi cho chúng xin pháp sư nói với chúng báo thù như vậy không phải là cách đúng nghe kinh rất có lợi ích thật không thật vậy mà có khi con người thực sự còn không bằng những loài động vật vì chúng tạo nghiệp ít con người tạo nghiệp nhiều nghiệp rất nặng chúng có linh tánh không phải không có linh tánh đoà vào đường xuất sanh, đoà vào đường ngạ quỷ. Những việc trong kiếp trước, chúng đều có thể nhớ cả. Vì vậy, nhất định phải dùng ý niệm thiện, phải dùng tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh. Người học Phật xem tất cả chúng sanh đều là Bồ Tát. Kiến Bồ Tát dáng bồ tát đều xưng hô như thế tôn trọng chúng đúng chúng ta tôn trọng chúng chúng nghe rồi rất vui rất thoải mái vì từ trước đến giờ không có ai gọi chúng là bồ tát bạn gọi chúng là bồ tát chúng sẽ không làm phiền bạn nữa chúng cũng sẽ không làm hại mình đúng đúng là như vậy cho nên chúng ta tôn trọng chúng thì chúng sẽ tôn trọng chúng ta sẽ hợp tác hỗ trợ và không gây trở ngại cho nhau mọi người cùng nhau tu tập chúng ta niệm phật chúng cũng sẽ niệm theo chúng ta nghe kinh thì sao chúng ta tụng kinh nghe kinh chúng cũng nghe theo chúng cũng theo chúng ta nghe kinh sao không sai đúng vậy thưa pháp sư chúng tìm những chúng sanh có duyên với chúng có đúng hay không đúng thật sao ạ à? ngộ nhỡ người này tức là người đã giết hại chúng trong quá khứ chúng luôn đi theo anh ta anh ta cũng không tin Phật, anh ta cũng không có tín ngưỡng tôn giáo gì cả, vậy anh ta phải làm gì cho chúng? Vậy thì tương đối phiền phức chúng đợi trả thù, chúng chờ cơ hội. Cơ hội chính là lúc vước báo của anh ta hưởng hết rồi. Lúc đó chính là cơ hội trả thù đã đến. Chúng có thể như thế này không thưa pháp sư, ví dụ nói chúng theo người không có tín ngưỡng tôn giáo, nhưng hôm nay ngài giảng những đạo lý này, chúng hiểu rõ rồi, chúng có thể đến chùa miếu có thể đến các đạo tràng. Chúng đến nghe kinh, nghe pháp. Có đúng không ạ? À? Chúng nên làm như vậy. Có những chúng sanh làm như vậy. cho nên đạo trà có cúng bà dị như thế. Chính là mời chúng đến, đúng không ạ? À? Không sai. Không nên có sự phân biệt. Nếu không thì chúng sẽ không đến. Đúng vậy. Thưa Pháp Sư, khi chúng con đi chợ, cũng có lúc đi siêu thị, nhìn thấy các con vật sắp bị giết chết, chúng con cần phải làm như thế nào ạ? À? Niệm tam quy y cho chúng niệm tam quy y niệm phật cách thức niệm tam quy y như thế này quy y phật không đọa địa ngục quy y pháp không đọa ngạ quỷ quy y tăng không đọa bàn sanh bàn sanh chính là xuất sanh niệm ba lần như vậy sau đó niệm a di đà phật a di đà phật ít nhất là niệm bảy tiếng danh hiệu phật niệm bảy tiếng danh hiệu a di đà phật niệm bảy tiếng danh hiệu, phật. Tiếng danh hiệu phật sau đó khuyên chúng cầu sanh tịnh độ đừng lập thân súc sanh nữa. Súc sanh. Đúng. Mọi người thường nói, đối với một người nào đó, anh tốt với tôi quá, kiếp sau, tôi có làm trâu làm ngựa, tôi cũng phải báo đáp ơn của anh. Nhưng có người nói rằng, không thể tùy tiện thầy thốt như vậy. Nếu không kiếp sau thật sự phải làm trâu làm ngựa đó, thưa Pháp Sư có phải là như vậy không? Điều này cũng không nhất định. Điều này không nhất định à? Điều này là do ý niệm cuối cùng. Đi đến đường nào, là do ý niệm cuối cùng. Ý niệm cuối cùng chính là bước ngoặt quan trọng nhất quyết định kiếp sau bạn sinh vào nơi nào. Nếu ý niệm cuối cùng là niệm Phật thì họ sẽ đến thế giới cực lạc. Niệm cuối cùng là tâm tham thì đọa vào ngạ quỷ. Niệm cuối cùng là sân hận thì đọa vào địa ngục. Hồ đồ ngu si. Cái gì cũng không biết thì rất dễ dàng đọa vào đường xuất sanh. Thư Pháp Sư, thật ra con nghĩ anh ta cũng chỉ là một câu nói khách sáo như vậy thôi. Chứ thật sự là lúc làm chung anh ta tuyệt đối không muốn làm trâu làm ngựa đâu. Đúng, không sai. Thư Pháp Sư, khi chúng ta giết động vật, chúng hận chúng ta như vậy. Lúc Ngài Giảng Kinh thường nói rằng tâm sân hận sẽ đọa địa ngục vậy trong khoảng thời gian chúng ta giết chúng chúng vì đau đớn vì hận con người mà khởi tâm sân hận vậy thì chắc chắn chúng sẽ vì vậy mà bị đọa địa ngục con cảm thấy thật là oan ủ cho chúng quá chúng vốn đã bị tổn hại rồi kết quả là vì khởi tâm sân hận mà chúng lại bị đọa địa ngục đúng vậy tâm sân hận cho nên con người thật sự không nên làm việc này đúng vậy vì vậy nên tốt nhất là con người không nên ăn thịt chúng sanh đừng nên ăn thịt chúng sanh Thưa Pháp Sư, hôm qua Ngài nói Phật Thích Ca Mâu Ni thấy một tổ kiến đã nói rằng bảy vị Phật đã ra đời rồi mà chúng vẫn còn làm thân con kiến. Xin hỏi Pháp Sư, có phải tất cả loài động vật đều như vậy không? Có loại chấp trước, cũng có loại tương đối khá hơn. Nhưng chấp trước là chiếm đa số. Chấp trước chiếm đa số. Chiếm đa số. Theo tài liệu của Liên Hợp Quốc, Tỷ lệ người mắc bệnh tim và bệnh ung thư ở Trung Quốc không ngừng tăng lên một cách nhanh chóng. Ở những khu vực gian biển, thực phẩm hải sản vô cùng phong phú, người mắc bệnh ung thư thanh quản, ung thư đại tràng rất nhiều. Xin hỏi Pháp Sư, đây có phải là do dân cư gian biển họ thường ăn các loài chúng sanh sống dưới biển mà dẫn đến như vậy hay không? Đúng, có liên quan. Có liên quan. Người Hồng Kông, họ thích ăn nhất là tổ yến. Một năm khoảng 17 triệu tổ yến đây là số lượng được đăng trên báo rất nhiều chim non bị giết chết đúng pháp sư nghĩ rằng những người lấy tổ yến và người ăn tổ yến sẽ phải chịu quả báo như thế nào đều bị quả báo đều sẽ bị quả báo đúng vậy thưa pháp sư trước đây con nghe bà nội của con nói nếu đâm thủng tổ của chim sẻ thì sẽ bị vợ con ly tán gia đình sẽ bị phân ly tan đàn sẽ nghe ngài nói đúng không đây chính là quả báo bạn khiến cho gia đình chúng ly tán thì bạn sẽ bị quả báo như thế không cần chúng đến trả thù đây gọi là tánh tội tánh tội ạ à. tánh tức là cái tâm cái ý nghĩ này của bản thân loại hành vi này là tạo tội là tạo tội thiếu nợ là việc khác quan quan tương báo cũng là một loại báo ứng. Một sự gì có rất nhiều báo ứng trong đó. Khi có người tạo tác, họ không biết. Người bây giờ họ cũng không tin. Lúc chúng tôi còn nhỏ, làm việc như vậy thì người lớn liền dạy bảo, làm mắng, xử phạt ngay. Người lớn bây giờ họ xem như là không có việc gì. Trẻ con chúng cho rằng làm như vậy là bình thường. Không biết nhân quả báo ứng. Thưa Pháp Sư, con nghĩ là cả đời này của họ phá tổ của chim khiến cho chúng không có tổ để về về thì kiếp sau họ chắc chắn cũng không có nhà. Không sai. Không sai. Ngành chăn nuôi tiêu hao nguồn nước rất nghiêm trọng. Con nghe nhà khoa học nói rằng con người chúng ta muốn ăn bốn cái bánh hamburger thì lượng nước tiêu hao đó có thể cung cấp cho một người tắm mỗi ngày trong vòng một năm. Hơn nữa, lượng nước cần phải dùng để nuôi một con bò có thể làm cho một con tàu chiến nổi lên. Hiện nay toàn cầu có khoảng 1,1 tỷ người không có nước sạch để uống. Mỗi ngày có 6.000 trẻ con chết vì uống nước bị ô nhiễm. Nhà khoa học cũng nói Loài người răng dài thích hợp cho việc ăn chay Ruột của con người dài gấp 12 lần chiều dài cơ thể Giống với loài động vật ăn cỏ axit trong ruột của động vật ăn thịt gấp 20 lần so với con người Nên con người không thích hợp tiêu hóa thức ăn thịt Có đúng không ạ? À? Đúng vậy Hiện nay, tiết mục đặc sắc Và thu hút khán giả của các đài truyền hình Là chương trình ẩm thực Người dẫn chương trình Rất nhiệt tình Giới thiệu với mọi người Thịt này phải chi như thế nào, ăn như thế nào, thơm ngon, ra làm sao, chiên hầm thế nào, dù thế nào thì cũng là các cách chế biến, đủ loại, đủ kiểu. Sau đó thì đi đến đâu, đường lớn, hẻm nhỏ. Vấn đề mọi người bằng luận là bà biết món thịt đó nấu như thế nào không? Cần phải luộc nó trước rồi để ráo, sau đó đem chiên, chiên xong rồi thì hầm, hầm rồi thì lại vân dân và vân dân. Toàn là như vậy cả. Nói một cách say sưa hớn hở, có khi chương trình ẩm thực đó giới thiệu làm cho người ta thèm chảy nước giải, nhưng con cảm thấy là không ai nghĩ đến các con vật cũng thật sự chảy nước mắt đầm đìa. Đúng. Thưa Pháp Sư, Ngài nói dạy người khác làm thức ăn mặn, họ cũng có quả báo đúng không ạ? Có. Có. Đúng, đều là quả báo địa ngục, đều rất đáng sợ. Nhất định phải có trách nhiệm với những gì họ nghĩ, họ nói, họ làm. Nhất định phải có trách nhiệm. Phải có trách nhiệm. Họ đang dụ dỗ mọi người sát sanh không sai. Cho nên quan hồn của các con vật này cũng sẽ không tha cho họ. Thưa pháp sư, xin ngài nói cho chúng con nghe về nhân duyên ăn chay của ngài đi ạ. À? Việc tôi ăn chay, tôi đã từng nói qua vài lần rồi. Tôi ăn chay là vì sau khi biết được sự thật này lúc đầu tôi ăn chay là vì cảm thấy thức ăn chay rất có đạo lý chính là bảo đảm vệ sinh bảo vệ tính tình bảo vệ tâm từ bi tôi cho rằng loại thức ăn này rất tốt người bình thường không nghĩ đến điều này phật có thể nghĩ được sau này khi đọc kinh địa tạng thấy được nhân quả thì tôi hoàn toàn ăn chay trong kinh địa tạng có nói đến quả báo của việc săn bắn cha của tôi là một người rất tốt có điều ông rất thích săn bắn cho nên khi tôi còn nhỏ sáng sớm thức dậy theo ông đi săn thưa pháp sư ông ấy là thợ săn sao ông ấy là quân nhân quân nhân quân nhân có súng ông ấy quản lý vũ khí cho nên súng đạn rất nhiều. Vì thế nên trong nhà chúng tôi có 7 8 cây súng dài ngắn khác nhau. Mỗi ngày đều đi săn. Cho nên trong thời kỳ kháng chiến, cơm nước của chúng tôi rất ngon. Nhưng sau cùng quả báo hiện tiền, ông ấy chết vì bệnh điên. Đây chính là quả báo của việc săn bắn. Nhìn thấy núi là chạy lên núi. Nhìn thấy nước là chạy xuống nước. Chúng tôi bắt cá, dùng thuốc nổ để giết cá. Đó thật sự là rất kinh khủng. Đúng vậy. Thuốc độ đó vừa để xuống nước thì mấy ngàn con cá nổi lên. Tôm cá đều bắt cả. Đúng thế. Chèo thuyền nhỏ đi dớt về. Dùng thuốc nổ. Đúng, thuốc nổ. Lúc chúng tôi còn nhỏ, làm những việc như vậy. Vì vậy khi đó khối hận không kịp. Tôi nhớ lại bộ dạng của cha tôi khi chết hoàn toàn giống hệt trong kinh địa tạng nói, mới biết đó là quả báo. Vì vậy nên tôi cũng không dám làm nữa, hoàn toàn hiểu rõ rồi. Thưa Pháp Sư, diễn viên chúng con gì muốn làm đẹp, có những người, đặc biệt là những diễn viên có khả năng về kinh tế, mỗi năm đều đến Thụy Sĩ tìm dương thai tú sau khi tiêm xong thì trẻ ra qua một năm thì lại phải đi tiêm là như vậy đó dương thai tố là dê con từ trong bào thai của dê mẹ trong đó có rất nhiều dinh dưỡng lấy dê con ra Ngài nghĩ điều này có quả báo hay không? Đương nhiên là có quả báo Họ chẳng khác gì lấy những thứ dinh dưỡng nhất của người ta làm ra để bôi lên trên mặt của mình đúng không ạ? Đúng vậy, bạn có thể đẹp được vài ngày Nhưng hậu quả thì không thể nào tưởng tượng được Đó không phải là cái đẹp thật sự Đó là giả Đó là giả, đó là giả, không phải là thật Cái đẹp thật sự là gì? Đó là tâm thiện Tướng tùy tâm chuyển bạn hiểu rõ đạo lý này, hà tất để tốn tiền quan uổng như thế. Tâm bạn tốt thì tướng sẽ tốt. Tướng mạo của Phật Bồ Tát không phải là do diện tâm mỹ hóa trang, mà là tâm thiện biến hiện ra, nhất định phải hiểu đạo lý này. Thân thể khỏe mạnh cũng như vậy. Tâm tánh lương thiện, thân thể sẽ khỏe mạnh. Tại sao vậy? Tất cả những tế bào mang bệnh độc, tâm từ bi tâm chân thành đều có thể làm cho chúng hồi phục lại bình thường bệnh đều là không bình thường tự tư tự lợi là không bình thường tham sân si mạng nghi là không bình thường lại thêm tâm trạng oán hận não nộ viền đây là không bình thường tướng mạo và thân thể của bạn đã tệ hơn rồi con cũng có cảm giác như vậy trước đây khi con còn chưa ăn chay, vẫn còn ăn thịt, trên mặt con mụn cám to rất nhiều. Người ta thường nhắc con, cô phải dưỡng da cho tốt. Cô là diễn viên, cô dựa vào khuôn mặt mà kiếm tiền. Tại sao cô không quan tâm gì hết vậy? Sau đó, khi con ăn chay, họ đều hỏi rằng, cô ăn gì vậy? Con nói, tôi ăn chay. Họ lại hỏi, cô còn ăn thêm gì nữa không? Có phải ăn nhân sâm không? Con nói, không có ăn chỉ là đậu phụ rau xanh thôi hả mà da của con ngay càng mịn màng hơn nữa tất cả mọi người đều nói chị gia lệ à sao bây giờ chị lại trẻ thế con nói ăn chay quả thật rất tốt không sai là cách làm đẹp tốt nhất có lợi ích thiết thực về kinh tế đúng vậy có khi con khuyên người bên cạnh ăn chay có người hỏi ngược lại con như thế này chẳng lẽ thực vật không có sinh mạng sao cô ăn rau xanh qua quả cũng là sát xanh. lại có người nói ăn thịt nghĩa là phóng xanh thực vật thưa pháp sư ngài nói xem đây là lý luận sai lệch. Là lý luận sai lệch. Đúng. Tóm lại mà nói, con người phải có tâm từ bi, có tấm lòng yêu thương. Bạn thật sự có tấm lòng yêu thương, bạn không nợ những tâm ăn thịt của chúng sanh. Cho nên, khi tôi giới thiệu với người bình thường, tôi không nói nhân quả. Nói nhân quả, họ không tin. Họ nói là tôi đe dọa họ, Tôi nói với họ về tâm từ bi. Điều này mọi người đều có thể tiếp nhận. Bạn hiểu, bảo đảm vệ sinh quan trọng nhưng lại không nghĩ đến bảo vệ tính tình, càng không nghĩ đến việc bảo vệ tâm. Thường có người nói với con rằng thịt cô cũng không ăn, rượu cũng không uống, cuộc sống của cô còn gì thú vị đâu. Họ cảm thấy như vậy. Có khi chúng con mời khách. Rất nhiều người nói món này ăn không được, gọi món ăn mặn đi. Món ăn mặn là thịt cá, gà, dịch. Họ cho rằng đây mới là có dinh dưỡng. Hàng xóm nhà con có một dì kia, chồng của dì bị bệnh khắp người. Sau đó dì ấy khuyên chồng, ông đừng ăn thịt nữa, ông nên mau mau bỏ ăn thịt đi, được không? Ông ta trả lời, vậy tôi không phải giống như chết rồi sao? Bà để tôi tắt thở trước rồi mới bỏ ăn thịt. Người trong nhà ăn chay, rất nhiều người già vẫn nói như vậy. Con không ăn thịt cũng không sao, nhưng mà phải để cho con cái ăn thịt Chúng nó còn nhỏ Cơ thể đang phát triển Nhất định là phải ăn thịt bồi bổ thêm chất dinh dưỡng Thưa Pháp Sư, dinh dưỡng của con người nhất định phải từ trong thịt hay sao? Đây đều là quan niệm sai lầm Quan niệm sai lầm Đúng vậy, họ không có sự hiểu biết về chân tướng sự thật Nếu hiểu rõ chân tướng sự thật thì sẽ không như vậy có rất nhiều người ăn chay từ trong bụng mẹ. Cơ thể rất khỏe mạnh. Không phải là đã được bao nhiêu tuổi, giống chúng ta khi gặp được Phật Pháp thì lúc đó mới biết ăn chay. Nhưng sau khi đã thực sự hiểu rõ lợi ích của việc ăn chay, thì mới biết là ăn chay rất khỏe mạnh. Thật sự rất là khỏe mạnh. Thật sự là khỏe mạnh. Vì khi động vật bị giết, có con nào vui vẻ mang thịt của nó cúng dường cho bạn đâu làm gì có chúng đều oán hận đều là thù hận đều là mạnh được yếu thua nói cách khác chúng đều buôn báo thù thường hay có người bên bàn ăn khuyên con rượu thịt chỉ trôi qua ruột thôi phật tổ ở trong tâm họ còn nói tế công còn ăn thịt mà vậy thì bạn cứ ăn đi đúng nếu bạn là tế công thì được bạn không phải là tế công thì bạn không có bản định của ngài ấy Ngài ăn thịt có thể siêu độ chúng sanh đó. Ngài ấy có thể siêu độ à? Đúng vậy, Ngài có khả năng này. Bạn không có khả năng này. Bạn xem, rất nhiều người giống tế công vậy. Khi Ngài ăn thịt chúng sanh, Ngài có thể nhả ra đều là còn sống và chạy đi mất. Bạn có khả năng này không? Điều này... Trong Kinh Phật có ghi chép lại. Pháp Sư Bảo Hương ở Tứ Xuyên, thời đại của Du Lương Võ Đế, Bảo Chí Công. Đạo tràng của Bảo Chí Công ở núi Đông Thiên Mục. Là núi Đông Thiên Mục ở Hàng Châu. Đúng rồi, chính là núi đó. Đó là đạo tràng của Bảo Chí Công. Có một người ở Tứ Xuyên đến thăm Bảo Chí Công. Bảo Chí Công điện hỏi anh ta. Bảo Hương Pháp Sư ở chỗ các anh có quen biết không? Dạ có, quen biết. Khi về cho tôi nhắn gửi một câu cho ngài ấy. Rồi ngài hỏi anh ta, nhan ở tứ xuyên có đắt tiền không anh ta nói không đắt tiền rất rẻ rất rẻ tiền bảo chí công nói vậy thì có thể đi rồi người này khi về đến tứ xuyên thì bảo hương pháp sư liền hỏi anh ta có gặp được bảo chí công không và gặp được ngày ấy nói gì ngày ấy hỏi tôi nhan đắt hay rẻ tôi nói rất rẻ tiền ngài ấy nói vậy có thể đi rồi bảo hương pháp sư liền diên tịch ý của ngài ấy là gì vậy ạ bảo hương pháp sư ở nơi đó người bình thường không xem trọng ngài ngài ấy thật sự là cao tăng đắc đạo vì vậy khi ngài đi cũng biểu diễn một phen mời mọi người ăn cơm khi ăn cơm thịt cá gà vịt đều có cả ngài ăn rất nhiều sau khi ăn xong ở trước biếu có hộ bóng xanh ngài mở to miệng ra chim cá đều chạy ra biểu diễn cái bản lĩnh này lúc đó mọi người mới biết đây là thánh nhân chứ không phải là phàm phu biểu diễn xong thì diên tịch nếu có bản lĩnh này thì được không có bản lĩnh này thì không thể được thật sự siêu độ thì khi ăn vào bụng rồi nhả ra đều là còn sống cả Khả năng này người bây giờ làm sao có được Đúng vậy đó Trong cao tăng truyền có kể câu chuyện này Cảm ơn Pháp Sư Thưa Pháp Sư Có người muốn ăn chay cũng muốn phóng sanh Nhưng lại bị các nghịch duyên chứa ngại không thể làm được Còn nếu như làm được thì cũng rất đau khổ khó khăn Pháp Sư nói đây là nguyên nhân gì vậy ạ Đây là chứng duyên Chứng duyên Đây là nghiệp chứng Nhưng bản thân kiên trì thì sẽ phá được được Hai hôm trước, có một người bạn nói với con, anh ta tốn biết bao nhiêu sức lực mới có thể khiến cho con trai của anh ta ăn chay. Kết quả là khi đến bệnh viện khám bệnh, bác sĩ nói, cậu không thể, cậu ăn chay không đủ dinh dưỡng, mà còn muốn ăn chay gì nữa, đây cũng là... Đây là hoàng gia trái chủ. Vì bác sĩ này là hoàng gia trái chủ của cậu ta sao? Không sai. Ông ta chứng ngại thiện pháp của cậu ta. Lưu Dị Tư, thiên tài điện kinh nổi tiếng của Trung Quốc, là người ăn chay... Anh ấy cho rằng ăn chay giúp cho anh ấy nâng cao thành tích của mình Nơi có người sống thọ nhất trên thế giới là Ba Mã thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc Nơi này mỗi năm chỉ giết heo một lần nhân dịp năm mới Tỷ lệ người già trăm tuổi cao nhất Trung Quốc Nhà khoa học nói Phần lớn thức ăn thịt dẫn đến nguy cơ thiếu thốn lương thực của con người Một phần ba lương thực sản xuất ra trên toàn thế giới hiện nay đều cung cấp cho ngành chăn nuôi Thiếu thốn lương thực tạo thành bi kịch Mỗi ngày có 25.000 người lớn và trẻ em bị chết đói. Có một tỷ người khổ vì bị đói và suy dinh dưỡng. Có cách nào tốt để giải quyết vấn đề này hay không ạ? À? Đây cũng là câu nói mà Phật đã nói. Trừ khi chúng sanh không ăn thịt nữa, trừ khi chúng sanh không ăn thịt nữa. Đúng vậy. nhiều người còn không đủ ăn lại mang nhiều lương thực như vậy để nuôi súc vật đây chính là nguyên nhân tạo nên sự đói khát tai nạn con người không nên ăn những con vật này Hai ngày trước, khi con thu thập tài liệu, có một nhà khoa học nói rằng con người lãng phí lương thực vào ngành chăn nuôi. Nếu không mang những thức ăn đó để cung cấp cho chăn nuôi, thì hoàn toàn có thể cung cấp đầy đủ lương thực cho loài người trên toàn thế giới mà vẫn còn dư rất nhiều. Đúng, đúng. Đều là gì để thỏa mãn sự tham ăn tham uống cả. Không sai. Cho nên khiến cho rất nhiều người bị chết vì đói. Thật là... Hiện nay, có rất nhiều người nhắc đến lời tiên đoán về kiếp nạn 2012 của người Maya. Rất nhiều người xem trên phim ảnh hoặc trò chuyện thường ngày đã thể hiện ra hai loại biểu hiện như sau. Một loại người nói, các người đưa tin đồn nhảm làm mê hoặc mọi người, tại sao cứ nói chuyện này qua vậy, ăn nó không có việc gì làm sao. Một loại người khác thì nói, tai nạn sắp đến rồi, nhanh lên mau vui chơi đi, không còn bao nhiêu ngày nữa đâu, nên vui chơi hưởng thụ, ráng vui chơi hưởng thụ cho hết mình. Thưa Pháp Sư, đối với tin đồn nhảm và phản ứng như vậy, chúng ta cần phải làm như thế nào? Chúng ta niệm Phật. Chúng ta niệm Phật chúng ta mặc kệ những việc này, những cách nói về nạn kiếp này quá nhiều. Lời tiên đoán của người Maya là một trong những cách nói đó rất nhiều. Những tin tức này mặc kệ nó là thật cũng tốt, là giả cũng tốt. Chúng ta đều xem nó là việc tốt. Tại sao lại có cách nhìn như vậy? Nâng cao tâm cảnh giác của chính mình cố gắng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Có nghĩa là chúng ta biết trước được ngày giờ, chúng ta biết được ngày nào mình phải đi rồi. Bản thân nhất định phải thành tựu công phu niệm Phật của mình trước lúc đó. Đây không phải là việc rất tốt hay sao? Tăng thêm thượng duyên. Tăng thượng duyên. Đó không phải là việc xấu. Nếu không có kiếp nạn, không có thì càng tốt. Cũng không tệ. Vì vậy, không cần phải tuyên truyền, tuyên truyền khiến cho tâm của mọi người trong xã hội bất an điều này không tốt điều này không phải là gì chúng ta nên làm nhưng bản thân chúng ta phải cố gắng niệm phật cố gắng niệm phật là được rồi đúng vậy cố gắng mang hai chữ tu hành tu là sửa chữa cho đúng hành là hành vi tu là sửa cho đúng hành là hành vi đúng vậy hành vi của chúng ta sai rồi mang nó sửa lại cho đúng đó gọi là tu hành hai chữ này phải hiểu cho rõ ràng bây giờ có rất nhiều người hiểu không rõ ràng mê tín tư tưởng của chúng ta sai rồi, sửa lại cho đúng. Đó gọi là tu hành. Về ý nghĩ, lời nói của chúng ta không đúng, nói sai rồi, sửa lại cho đúng. Đây là tu hành về khẩu nghiệp. Chúng ta hành động, bạn thấy hành động sát sanh là sai rồi. Chúng ta từ nay về sau không làm việc này nữa. Đây là tu hành về thân. Thân, khẩu ý, bất thiện, không nên làm. Bạn đã biết rồi. Tất cả đều sửa lại cho đúng. Đó gọi là tu hành. Điều này rất quan trọng. Điều này rất quan trọng, người bình thường đều biết tu phước, tu tuệ quan trọng, nhưng tu phước tu tuệ lớn nhất có năng lực nhất có hiệu quả nhất. Không gì bằng niệm câu A Di Đà Phật. Điều này thì rất nhiều người không biết, người niệm A Di Đà Phật là phước tuệ song tu, phước tuệ song tu, phước tuệ song tu. Tại sao chúng ta lại không làm? Thưa pháp sư, tại đây con muốn chia sẻ với mọi người một câu chuyện. Chiều ngày 28 tháng 11 năm 2003, có một người họ lưu mua ở chợ một con chó đã chết. Sau đó thì mang về xưởng để nấu ăn. Nhà ăn nấu một nồi thịt chó, chuẩn bị cho hơn 30 công nhân thay đổi khẩu vị vào bữa ăn tối. Sau đó, có một bầy chó vừa mới sanh được dẫn vào nhà ăn. Có một người công nhân thấy con chó con vào thì quăng một miếng thịt cho nó ăn. Lúc này, con chó mẹ sahu đột nhiên xông qua dùng hai chân giữ chặt miếng thịt đó trên đất thái độ nhân từ đối với con của nó thay đổi hẳn đi nó phát ra tiếng gừ gừ dữ tợn đối với con chó con không để cho chúng ăn một con chó con chạy đến gần mẹ muốn làm nũng thì bị sahu tát cho một cái văng qua một bên thế là mấy con chó con chạy trốn hết khi chó con rời khỏi thì Sai-hu kêu lên mấy tiếng với miếng thịt chó trên đất. Nhưng mấy chục người công nhân này không ai để ý đến nó cả. Vẫn tiếp tục chuẩn bị ăn thịt chó. Thấy mọi người không có phản ứng gì cả, Sai-hu nôn nóng, nó chạy tới chạy lui, nhìn thịt trong nồi, tiếp tục kêu lên. Những người công nhân này cho rằng Sai-hu muốn ăn nhiều thịt hơn, nên lại gấp thêm vài miếng cho nó. Sai-hu kẹp thịt dưới móng vuốt vẫn không ăn ra sức kêu lớn tiếng hơn. Thế là mọi người mặc kệ nó. Sai-hu thấy trong nhà ăn công nhân đến ngày càng đông, lại tập trung bên nồi thịt chờ ăn. Nó kêu ngày càng lớn tiếng hơn, thảm thiết hơn đối với thịt ở trong nồi. Thấy mọi người vẫn không có phản ứng, xe nhảy tót lên khỏi mặt đất, rồi phát ra tiếng kêu càng thê lương kéo dài. Nghe tiếng kêu của mẹ, bốn con cho con chạy xông vào, xe hưu dùng chiếc mũi ương ước của mình hôn bốn đứa con, rồi dùng lưỡi liếm con chó nhỏ nhất, liếm sạch những vết bẩn trên người của nó, rồi nước mắt chảy đầm đìa. Sau đó, nó xông đến trước mặt mọi người, dùng đầu ra sức tông vào chân của mọi người, nhưng không ai hiểu được ý của nó. Đột nhiên, Sai hưu ngồi xuống đất, vừa khóc, vừa kêu thảm thiết. Sau đó, nó kêu một tiếng dài thê thảm. Sai Hu ăn hết ba miếng thịt ở trên đất. Lát sau, Sai Hu Hư... nó ngã lăn ra đất, cựa quậy, co giật một cách đau đớn, rồi mắt tai miệng của nó chảy máu khóc mà chết cuối cùng khi đi chôn nó có hơn 100 người đội mưa đưa tiễn sai hưu những người được cứu khóc như mưa vậy sau đó họ đốt pháo để đưa tiễn nó cảnh tượng đó vô cùng cảm động con có mang theo một bức ảnh đây là mọi người vì con chó tình nghĩa này mà lập mộ cho nó Thưa Pháp Sư, nghe xong câu chuyện này Thịt này có độc Nhất định là có độc Đúng, không sai Nó biết được ạ à? Nó biết Con vật đó quả thật là rất nhạy Bụi của con vật nhạy hơn chúng ta Nó có thể ngửi thấy được Nó có thể ngửi thấy được Ngửi được món thịt này nhất định là không bình thường Người ăn giàu sẽ chết Con cảm thấy nó Nó đến Nó đến để cứu người Để cứu người Thưa Pháp Sư Nó dũng cảm nghĩ khí như thế Nó là Pháp Sư nói trong loài động vật có Bồ Tát không? Có đó Nó biết được điều này Nhưng con chó con muốn ăn Có nào ăn thì con đó sẽ chết Cho nên nó bảo vệ những con chó con Và bảo vệ luôn con người Con cảm thấy nó thật là dũng cảm Đúng vậy, không sai cuối cùng chính là nó ăn cho họ thấy xem họ còn muốn ăn nữa không thưa sư phụ con cảm thấy con chó bình thường không làm được vậy đâu đương nhiên rồi duyên nợ không giống nhau duyên nợ không giống nhau đúng vậy nó có duyên với những người này mấy chục mạng người đúng vậy không sai thật sự là rất đặc biệt đúng vậy những câu chuyện về tình thương chân thành cảm động trời đất của động vật rất là nhiều đem con người so với chúng thật sự rất hổ thẹn. Đúng vậy đó. Khi... khi con còn trẻ, nghe một người già ở nông thôn kể cho chúng con nghe một câu chuyện. Ông ấy nói, lúc đó là tai nạn thiên nhiên ba năm ở trong nước chúng ta, năm 1960. Lúc này, mọi người không còn gì để ăn. Lá cây trơ trụi hết, không còn gì nữa. Có một gia đình, ông ta có thể dùng kẹp để bẫy động vật. Rồi có một ngày, sau khi ông ta đặt kẹp thì ông đi thu gom những kẹp đó. Ông thấy có một con chuồn bị trúng bẫy. Ông ta rất vui vì da của chuồn rất đắt tiền. Sau đó ông ta giơ tay ra bắt. Vừa nắm vào thì ông ta giật cả người vì nắm phải một bộ da. Ông vừa nhìn bộ da vừa thốt lên. Trời ơi, con chuồn sao lại bỏ da mà trốn vậy? Ông ta liền nghĩ con chuồn không có da này. Chắc chắn sẽ đau chết ở một nơi cách đây không xa. Thế là ông lần theo vết máu mà tìm. Sau một lúc tìm kiếm thì phát hiện ra con chuồn đang trốn ở trong một cái động, trong một khe núi bên sông. Ông đào cái động ra xem thì, cảnh tượng trước mắt khiến ông ta lặng cả người, chính là một ổ chuồn con vẫn còn chưa mở mắt đang nằm trên người chuồn mẹ đã lột da và cứng đơ. Chúng đang không ngừng mút núm vú của chồn mẹ. Ông ta lặng người đi rất lâu, trong lòng cảm thấy hổ thẹn vô cùng, xúc động rơi nước mắt. Ông không ngừng nói, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Sau đó thì ông lấy tấm da đó đắp lên người của chồng mẹ khóc rồi bỏ đi. Từ đó người nông dân già này thề rằng cho dù tôi phải chết đói, tôi cũng không đặt bẫy kẹp nữa. Đúng. Không không bắt động vật nữa. Đúng, không nên bắt động vật. Nhờ chuẩn bị cho buổi phỏng vấn này mà con có được những nhận thức rất sâu sắc. Trong quá trình con thu thập tài liệu, con cảm thấy các động vật Bồ Tát này thật sự là dạy cho con rất nhiều điều. Pháp sư xem tình cảm sâu sắc giữa mẹ con động vật, đặc biệt là tình cảm bạn bè người thân, thậm chí là những câu chuyện cứu người thật sự rất cảm động. Xã hội con người bây giờ thường hay nghe xung đột giữa mẹ con, sự xung đột. Thế hệ xã hội của trước đây đâu có nghe những việc như vậy, còn có những hành vi cực đoan tình cảm ngày càng lạnh nhạt, xin hỏi pháp sư đây rốt cuộc là như thế nào? Tình cảm con người với nhau ngày càng nhạt nhẽo, trong khi tình cảm của con vật lại rất sâu sắc. Đây có phải là không bình thường không thưa pháp sư? Đúng vậy, không bình thường. Quả thật là không bình thường. Tại sao lại không bình thường? có người đã đánh mất tình người. Con người đã đánh mất tình người rồi. Đúng vậy. Nhân chi sơ tính bổn thiện, linh tánh của con người cao hơn động vật. Nhưng vì không có ai dạy. ở nhà không có ai dạy, đến trường không có ai dạy. Vì vậy nên họ vốn đã quên việc này rồi. Điều này phải trách ai đây? Do giáo dục. Dựa vào giáo dục. Vì con người bây giờ, từ nhỏ do ai dạy cho họ? TV dạy họ, mạng Internet dạy họ. Dạy suốt cuộc đời. Mỗi ngày họ đều tiếp nhận môn học này. Nội dung trong đó đều là sát đạo dâm vọng. Sát đạo dâm vọng trở thành quan niệm đúng của họ nên họ tạo ác nghiệp này họ cho đó là bình thường họ không hề có cảm giác đó là tội ác nói tóm lại xét cho cùng thì giáo dục vẫn rất quan trọng đúng vậy chính là giáo dục năm đầu dân quốc khi chúng tôi còn nhỏ thường là người già nói chúng tôi nghe ấn tượng rất sâu sắc nhưng 50 năm trở lại đây, không còn ai nói nữa. Bạn có thể tưởng tượng ra được người tuổi tác giống như chúng tôi đây. Ý niệm phạm tội này thì ít. Thời đó, có người dạy. Tuy người làm theo không nhiều, nhưng chúng tôi nghe đến quen tai rồi. nhỏ hơn chúng tôi 20 tuổi, họ hoàn toàn không biết. Vì thời nay không còn ai dạy nữa rồi. Thưa Pháp Sư, những người thuộc thế hệ của phụ thân Ngài, họ cũng đã được tiếp nhận giáo dục văn hóa truyền thống, phải không? Đúng rồi. Đã có tiếp nhận. Đại khái nhỏ hơn tôi khoảng 20 tuổi thì hoàn toàn không còn nữa. Việc này rất đáng sợ. Cũng chính là nói rằng nền giáo dục đúng đắn của chúng ta đã mất 60 năm rồi. Và lại trong 60 năm này, mọi người tiếp nhận đều là mặt xấu. Đều là học hư, học sai. Thời gian này muốn quay trở lại, muốn tìm lại thì rất khó. Khó ở chỗ nào? Có ở chỗ không có lòng kính trọng chúng tôi đi học sáu bảy tuổi đi học ngày đầu tiên là ngày mà suốt cuộc đời tôi không thể quên được cha và thầy giáo biểu diễn cho tôi xem vào trường học lễ lạy thầy giáo trước tiên là lạy khổng tử ở trên điện thờ bài vị của khổng tử thời đó không có hình ảnh cũng không có tượng nông thôn rất đơn giản viết một bài vị đại thành chí thánh tiên sư khổng tử chi thần dị thờ bài vị này cha tôi đứng trước tôi đứng sau hành lễ ba lần quỳ chín lần khấu đầu trước bài vị của khổng tử tỳ giáo đứng bên cạnh bạn học đứng ở hai bên sau khi lễ lại xong cha tôi mời thầy ngồi lên ngồi ở phía dưới bài vị của khổng tử cha tôi dắt theo tôi hành lễ ba lần quỳ chín lần khấu đầu với thầy giáo đây là gì vậy đây chính là dạy tôi tôn sư trọng đạo cha mẹ tôi đều hành lễ ba lần quỳ chín lần khấu đầu với thầy giáo tôi có thể không nghe lời sao thầy giáo nhận sự đối xử cung kính của phụ huynh như vậy họ không chăm chỉ dạy dỗ họ có xứng đáng với phụ huynh không so với bây giờ không giống nhau đây không phải là mua bán đây là tôn sư trọng đạo hiếu thuận với cha mẹ tôn trọng thầy cô là từ chỗ này mà dạy học sinh bây giờ đối với thầy cô không có lòng kính trọng là do phụ huynh đối với thầy cô không có lòng kính trọng cho nên con cái của bạn học không nên người bởi vì học thánh hiền là từ trong cung kính mà học ra bạn có một phần cung kính thì bạn học được một phần hai phần cung kính thì học được hai phần nếu không có tâm cung kính thì cái gì cũng không học được từ chỗ này thì bạn có thể biết được khó khăn của ngày nay là gì rồi tuy có thầy cô giáo tốt nhưng không có học trò ngoan họ không chịu nghe lời họ không nghe họ không học tôi học triết học với thầy phương đông mỹ lúc đó tôi đang đi làm cuộc sống rất khó khăn muốn nghe giảng rất có hứng thú với môn học này muốn nghe bài giảng của thầy kết quả là thầy không cho tôi đến trường để nghe giảng thầy nói cho tôi biết trường học bây giờ thầy không ra thầy trò không ra trò bao gồm cả bản thân thầy cũng vậy Thầy nói, cậu đến trường nghe giảng, cậu sẽ vô cùng thất vọng. Nếu cậu thật sự muốn học, thì trường học cũng không có thứ để dạy cho cậu. Thầy cô cũng không dạy nữa rồi. Vì sao lại như vậy? Không có ai học cả. Những điều chân thật thầy cô không dạy nữa. Tại sao thầy cô vẫn phải lên lớp? Vì cuộc sống kiếm một ít tiền lương để sống qua ngày. Còn học trò đến lớp để làm gì? Để có bằng cấp. Mỗi người đều có mục đích của riêng mình. Không phải thật sự là gì học vấn nữa rồi. Vì vậy tôi mới hiểu Thầy dạy ở trường cũng là biện cưỡng Để duy trì cuộc sống Không phải là thật sự dạy học Vậy phải làm sao Để cho tôi đến nhà của thầy Chủ nhật hàng tuần Hai tiếng đồng hồ chỉ dạy riêng cho một mình tôi Bài học của tôi là học ở nhà của thầy Thư Pháp Sư Ngài học ở chỗ thầy Phương Đông Mỹ Ngài có đóng học phí cho thầy Phương hay không? Không có, một đồng cũng không có Đây là tinh thần gì vậy ạ? À? Thư Pháp Sư, người bây giờ đều không thể hiểu được Chính là bạn thật sự muốn học thì tôi thật sự dạy cho bạn. Kiến thức của thầy cô luôn mong có người để truyền lại. Bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Những thứ của bạn không có người để truyền lại. Đến đời bạn thì đoạn mất rồi. Truyền từ đời này đến đời sau. Bạn muốn có thể tiếp tục truyền lại. Người thật sự muốn học thì bạn thật sự dạy cho họ. Tôi từ như vậy mà học. Vì thế nên tôi mới hiểu được đại học. Trước đây tôi cũng từng dạy qua 5 năm. 5 năm đó cũng là không đủ tư cách. Vì người xuất gia dạy ở đại học không nhiều. Hình như lúc đó ở Đài Loan tôi dạy ở Hoa Cương. Có một vị tỳ kheo ni. Vị ấy lúc đó cũng dạy học ở trường. Rất ít. Thưa Pháp Sư, Ngài thật là may mắn. Đúng, đúng vậy. Cho nên điều này khiến cho tôi hiểu rất rõ. Thầy nói lời này rất đau lòng. Thật sự rất muốn dạy nhưng không có người học. Không có người học. Đối với thầy cô không có lòng kính trọng. Lúc đó, tại Thư viện Tân Á, ở Hồng Kông, vào năm 1977, tôi đã đến Hồng Kông giảng kinh. Người kia là diện trưởng của Tư viện Tân Á, là học trò của thầy Phương. Người đó nhỏ tuổi hơn tôi, nhỏ hơn khoảng 17 tuổi. Thưa Pháp Sư, con mang đến một số bức ảnh. Bức ảnh làm con cảm động nhất chính là con mèo và con chuột này. Ngài xem những con vật này sống chung với nhau rất là hòa thuận đúng vậy Pháp sư xem Con tinh đinh to lớn này với con chó Quả thật là tình yêu thương bạn bè Rất hòa thuận Đúng, không sai Pháp sư xem dưỡng con và chim bồ câu Biểu hiện tình cảm của chúng nè Đây là những hình ảnh không dễ gì chụp được Rất khó chụp được Thưa Pháp sư khi xem những con vật bé nhỏ đáng yêu này con người làm sao có thể nhẫn tâm ăn thịt của chúng đúng vậy con nghĩ rằng con muốn xin hỏi ngài ngài cho rằng con người và động vật thật sự có thể chung sống hòa thuận với nhau hay không hòa thuận chung sống với nhau vốn dĩ là như vậy mà vốn dĩ là chung sống hòa thuận với nhau đúng đừng nói gì khác khi chúng tôi ở nước ngoài người nước ngoài không giết động vật một cách bừa bãi cho nên những con vật ở nước ngoài thấy người không sợ con sóc nhỏ ở trên cây bạn để vài hạt đậu phộng trong tay thì nó liền chạy đến tay của bạn để ăn rất có tình thương vì chúng biết ngài sẽ không làm hại chúng đúng vậy sẽ không làm hại chúng đây là gì chúng đã quen rồi chúng biết con người sẽ không làm hại chúng nên chúng không sợ con người chúng tôi ở nước ngoài trong sân giường của chúng tôi từ sáng đến tối chim bay đến liên tục sống tự nhiên. Chúng tôi làm gì? Để một cái kệ. Trên kệ này bày những cái chậu nhỏ đựng các loại thức ăn của chim chúng đến ăn. Mỗi ngày sáng tối đều bay đến. Chúng tôi không để thức ăn thì chúng bay ở đó. Giống như đang muốn nói là tôi không có gì để ăn rồi. Chúng tôi liền thêm thức ăn cho chúng, mời chúng ăn. Thật tốt biết bao. Pháp sư yêu chúng, chúng cũng yêu Ngài. Đúng vậy, động vật đều như vậy cả Cần phải chung sống hòa thuận với nhau như vậy Đúng vậy Chỉ cần bạn có tấm lòng yêu thương Thì động vật sẽ cảm nhận được Động vật ở phương Đông không được như vậy Bạn vừa đến gần chúng thì chúng liền bay mất Chạy mất Tại sao chúng lại như vậy Vì chúng biết con người có sát khí Từ trường của con người này không tốt Mau chạy thôi và dạ, con biết một câu chuyện có một người sống ở ven biển những con hải âu thường đậu trên vai của anh ta vui đùa trên tay của anh ta sau đó có một hôm ba anh ta biết được việc này nên nói con trai ngày mai con có thể mang về một con hải âu để ba nếm thử mùi vị của nó như thế nào được không anh ta nói được rồi ba à, con hứa với ba Thế là từ đó về sau khi anh ta đứng ở gian biển Hải Âu thấy anh ta thì quát một tiếng rồi liền bay đi mất Thầy cho rằng đây có phải là do anh ta khởi tâm động niệm hay không ạ à? Hải Âu cảm nhận được từ trường của anh ta Anh ta sẽ không thể làm gì được nữa Không sai, tâm của anh ta đã động tâm cơ sát rồi Từ cơ của chữ cơ duyên Đúng vậy ạ Khi bạn có ý niệm sát hại Chúng biết Chúng biết vì từ trường này không hài hòa Không hài hòa không hài hòa rồi. Thưa pháp sư, ngài nói đến từ trường này, khi con ngồi ở gần ngài, con cảm thấy từ trường quá thật rất tốt. Thật ra con là một người đặc biệt, là thuộc loại người mong có được nhiều lợi ích. Suy tính thiệt hơn, khi phỏng vấn, tim con đập rất mạnh. Lần đầu tiên phỏng vấn là đề tài xin đừng giết hại trẻ thơ vô tội. Chân của con rung cầm cập, nhưng khi con ngồi gần ngài, cảm giác đó còn chưa từng có. Con thực sự không biết dùng lời nào để diễn tả cảm giác đó. Pháp Sư nói động vật chúng cũng có từ trường, phải không ạ? À? Có chứ. Đúng vậy. Thực vật cũng có từ trường. Thực vật cũng có từ trường. Đều có cả. Vậy khoáng sản thì sao ạ? À? Cũng có luôn. Cũng có. Có, đều có cả. Có khi chúng còn, tức là nói khi muốn có một ý niệm không tốt đối với động vật, thì chúng liền có thể cảm nhận được từ trường này là sống cùng lúc sinh ra hỗ trợ lẫn nhau. Đúng. Chỉ cần bạn có ý niệm muốn bắt chúng, giết hại chúng, hay là ăn thịt chúng, thì chúng đều biết cả. Thưa Pháp Sư, con nhớ ra rồi. Mấy năm trước con có xem được hai đoạn tin tức. Xin báo cáo với Ngài. Một đoạn là gen của một con chuột. Khi xếp thứ tự với gen của con người, có hơn 90% điểm giống nhau. Một đoạn tin khác là tin mới đây. Gen của đất sét bên bờ sông Hoàng Hà cũng có hơn 90% giống với gen của con người. Bây giờ, nhớ lại hai đoạn tin tức này. Con muốn xin hỏi Pháp Sư, đây có phải là biểu pháp của chúng sanh cùng một thể hay không? Đúng, chính là như vậy. Vậy con người và động vật, sông núi, đất đá đều là một thể à? Không sai, đều là một thể Đất cát cũng là một thể Đất cát cũng là một thể Thưa Pháp Sư, con cảm thấy điều này thật không thể nghĩ bằng Điều này trong kinh vật nói rất rõ ràng Giọng tầng hoàng nguyên quán của quốc sư hiện thủ Trước đây chúng ta đã học qua hai lần rồi Đều có băng đĩa lưu hành Đó chính là giảng về tất cả sự vật trong vũ trụ và mình là một thể vốn dĩ là một thể cho nên không thể không hòa hợp tất cả động vật và mình là một thể làm sao có thể không hòa hợp cho được ngay cả loài lan sói hộ báo cũng đều là một thể bạn xem chú giải hoa nghiêm kinh hợp luận của trưởng giả lý thông huyền ông muốn làm một bộ chú giải kinh hoa nghiêm ông vào rừng sâu tìm một chỗ yên tĩnh trên đường đi gặp một con cọp ông liền nói với nó tôi muốn làm một bộ chú dạy cho kinh hoa nghiêm trên núi này có chỗ nào tốt không xin hãy đưa tôi đến đó con cọp liền đưa ông đi đến một hang cọp ông thấy chỗ này quả thật rất tốt non xanh nước biếc cọp dọn nhà nhường hang cho ông. Đó là cảm ứng. Ông ở lại nơi đó. Có hai người con gái đến để chăm lo cho ông. Vì ăn ở sinh hoạt hàng ngày, cung cấp cho ông mực bút dĩ nghiêng. Ông chuyên tâm suy nghĩ ý kinh Chưa từng nói chuyện với hai cô gái này Bộ kinh chú giải xong Thời gian tương đối dài Tổng cộng thời gian là một hai năm Mới viết xong bộ khoa nghiêm hợp luật này Sau khi chú giải xong thì Không thấy hai cô gái này nữa Ông cho rằng là người trong thôn Nên xuống núi tìm để cảm ơn họ Nhưng không tìm thấy Hỏi bà con hàng sống, tả hình dáng của họ, nhưng người trong thôn đó không có người như vậy. Cảm ứng không thể nghĩ bàn. Đó không phải là khoảng thời gian ngắn. Chăm lo cho ông một thời gian dài như vậy. Nhưng bạn phải hiểu tâm của ông thật sự là thanh tịnh, chưa từng nói với họ một câu nào cả. Câu chuyện này được viết trong lời tựa của ông. Hai cô gái này là Đó không phải là người thường Thưa Pháp Sư Hiện nay Trung Quốc vì chăn thả gia súc quá mức Đã dẫn đến 1,3 tỷ đất đai bị thoái hóa Nguồn nước có tác dụng giữ khí bị phá hoại Thảo Nguyên sau 30 năm nữa sẽ trở thành đồi quang quang mạc 150.000 dân du mục sẽ trở thành những nạn nhân sinh thái Tất cả chỉ vì chúng ta ăn thịt hiện nay có rất nhiều nơi trên toàn cầu xuất hiện hạn hán trên phạm vi rộng xin hỏi pháp sư hạn hán là do nguyên nhân gì tạo thành đây là ác nghiệp của chúng sanh ý niệm bất thiện hành vi bất thiện tạo thành hạn hán và lũ lụt là cùng một đạo lý là do tâm tham, hạn hán giống với lũ lụt. Cùng một đạo lý. Như vậy, con người đối với tai nạn này không thể xem là tai nạn tự nhiên, đơn thuần. Điều này vì mặt lý lẽ nói không thông. Tại sao? Trong Kinh Phật nói rằng tất cả vũ trụ không ngoài hai dạng sự vật một là sắc hai là tâm sắc chính là vật chất chúng ta ngày nay gọi là hiện tượng vật chất phật pháp gọi là sắc tinh thần ý niệm đây gọi là tâm nói chung là không ngoài hai dạng này nhưng sắc là do tâm sanh sắc từ đâu mà có Sắc là do tâm biến hiện ra. Bây giờ đã được nhà khoa học chứng minh rồi. Ông Lăng, người Đức, thầy của Einstein. Cả đời ông chuyên nghiên cứu vấn đề này. Rút cuộc vật chất từ đâu mà có. Ông phát hiện ra. Vật chất là do ý nghĩ biến hiện ra. Dùng phương pháp giống như trong Kinh Phật nói vậy. Kinh nói đây là dùng cách phân tích. Trong Kinh Phật ví dụ gọi là bụi lông bò. Lông bò rất thô. Trên ngọn lông bò có một hạt bụi. Nó công tị đớt xuống. Giống như bị hút trên đó vậy. Đó gọi là di trần nhỏ. Hạt di trần này đem nó chia làm 7 phần. Một phần bảy gọi là bụi lông cừu. Bụi lông cừu là chia một phần bảy gọi là bụi lông thỏ. Càng nhỏ hơn. Bụi lông thỏ chia một phần bảy gọi là bụi nước. Bụi nước, vật chất này ở trong nước. Nước có khoảng giữa. Trong đó có khoảng trống. Nó chui qua chui lại. Nó không bị cản trở. Bụi nước chia là một phần bảy gọi là bụi kim thuộc kim loại. Kim loại mật độ tuy lớn nhưng xem trong kính hiển vi nó vẫn có rất nhiều khoảng trống. Ở nơi đó, chúng không có trở ngại. Bùi kim chỉ là một vật bẫy gọi là di trần. Di trần ngày nay chúng ta gọi là nguyên tử. Thi nhãn của A-la-hán có thể thấy được di trần. Di trần này vẫn có thể chia được lại đem chi một phần bảy gọi là sắc tụ cực di. Sắc tụ cực di chính là hạt tử, hạt quắc trong khoa học hiện nay. Cuối cùng nhất, nhỏ nhất, gọi là cực di chi di, không thể chi tiếp được. Hiện nay nhà khoa học đã tìm thấy cực di chi di rồi. Nhà khoa học gọi là di trung tử. Cái này không thể chi tiếp được nữa. Chi tiếp thì sẽ không còn nữa đây chính là Phật nói cái này mà chia thì không còn nữa không còn nữa thì là gì nhìn thấy được gì nhìn thấy là hiện tượng sống chuyển động của ý nghĩ từ đây hiểu rõ vật chất là sự việc như thế nào vật chất là sản phẩm vụ của ý nghĩ trong chúng ta nó không phải là thật cho nên ông ấy rút ra một kết luận căn cứ vào nghiên cứu cả một đời của ông ấy trên thế giới cơ bản là không có vật chất vật chất là giả không phải là thật cơ sở của vật chất chính là ý niệm vì thế bạn xem trong kinh phật sắc do tâm sanh cuối cùng kết luận toàn thể là tâm toàn thể là tâm nghĩa là gì toàn là ý niệm cả vũ trụ là do ý niệm của chúng ta biến hiện ra toàn thể là tâm toàn thể là tâm toàn thể là tâm tức là toàn bộ đều là ý nghĩ ý niệm của bạn thiện thì chính là thiên đường biến hiện ra thiên đường ý niệm của bạn ác ác đến cực độ thì biến hiện ra địa ngục từ đâu mà có, tất cả là do ý nghĩ của bạn tạo ra. Thế giới cực lạc là do ý niệm tạo ra, địa ngục A Tỳ cũng là do ý niệm tạo ra. Tất cả dạng pháp đều là do ý niệm tạo ra, ý niệm là chính mình. Vì thì cái gì cũng đều là mình cả. Cho nên, cả vũ trụ và mình có mối quan hệ cùng một thể. Bạn hiểu được một thể, thì thế giới cực lạc A Di Đà Phật duy tâm sở hiện duy thức sở biến. Duy tâm sở hiện là hiện tượng. Duy thức sở biến, những hiện tượng xảy ra biến hóa, đó chính là nói ý niệm. Ý niệm là tất cả hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần sinh ra sự biến hóa do nó làm chủ. Cho nên, tổng kết lại là toàn thể là tâm, chính là ý niệm. Đây chính là nhà Phật nói hết thảy Pháp từ tâm tưởng sanh. Điều này có ý nghĩa rất sâu. Ngày nay được nhà lượng tử lực học chứng minh rồi. Lượng tử lực học có công đức rất lớn đối với Phật Pháp. Nếu chúng ta không thấy được báo cáo của nhà lượng tử lực học, thì vấn đề này cuối cùng vẫn còn kỳ vấn, vẫn không thể giải thích rõ ràng được. Trong kinh Phật không dùng khoa học để giải thích, mà dùng công phu thiền định nhập sâu vào trong thiền định thì có thể thấy được vì chúng ta không có tiền định nên chúng ta đối với việc này bán tính bán nghi thông qua nhà khoa học thật sự dùng toán học để tính toán có thể có việc này dùng dụng cụ thí nghiệm tinh vi để quan sát phát hiện ra chân tướng sự thật cho nên tai nạn nhà khoa học biết chứng chỉnh tâm và ý nghĩ của con người đúng đắn trở lại thì nạn kiếp sẽ không còn nữa cơ thể bạn bị bệnh nặng nếu tọa mạng hết rồi, thì không còn cách nào nữa. Nếu bạn còn tọa mạng, thì bệnh này của bạn nhất định sẽ khỏi. Hoàn toàn đã dùng ý niệm không cần dựa vào bất cứ thuốc men nào cả. Vì vậy, tất cả và chính mình là một thể. Thật sự là một thể. Chúng ta hiểu rõ ràng thì chúng ta chịu bất cứ tổn hại gì đều không quán trách. Vì sao vậy? Răng cắn trúng lưỡi. Lưỡi bị chảy máu rồi. Lưỡi có muốn báo trù không? Cùng một thể mà. Chịu bất cứ oan uổng gì cũng không sao. Tại sao vậy? Cùng một thể mà. Tôi biết, còn họ không biết. phật pháp nói đến chỗ tận cùng đây là chỗ sâu nhất của phật pháp nếu ngày nay nhà khoa học không phát hiện ra chỗ sâu sắc này thật sự rất là khó hiểu đó thật sự thừa nhận toàn vũ trụ với chính mình là một thể tất cả một trăm phần trăm trách nhiệm là do mình tự chịu chính là ý niệm muốn mọi thứ đều tốt đẹp ý nghĩ phải thiện không nên có ý nghĩ xấu ác người khác tổn hại mình người khác giết mình ăn thịt của mình đều phải tha thứ cho họ chúng sanh đều là phạm phu họ đều không hiểu không hiểu mới sinh lòng oán hận sinh lòng báo tù vì thế người sinh lòng oán hận báo tù là sai rồi tất cả đều xóa bỏ hết mới là đúng thuận cảnh, thiện duyên, không cởi tâm, thăm ái. Thăm ái là phiền não, là sai rồi. Ác duyên, nghịch cảnh, không cởi tâm, sân hận, luôn luôn bảo vệ tâm, thanh tịnh, bình đẳng giác trong kinh vô lượng thọ. Đó là bản tính chân thật của bạn. Đó gọi là Phật. Tâm thanh tịnh, bình đẳng giác, phục hồi rồi thì đó gọi là thành Phật. Thì đó gọi là thành Phật. Thì đó gọi là thành Phật. Lúc nãy Pháp Sư nói, giống như nhà khoa học nói vậy, họ nói hiện nay trên trái đất này của chúng ta có 75 loài động vật bị tuyệt chủng. Những động vật này cứ 3 tiếng đồng hồ thì có 3 loài động vật bị tuyệt chủng. Trên trái đất đã từng có 5 lần tuyệt chủng với quy mô lớn, 5 lần đều là do tự nhiên. Bây giờ, trái đất đã đi vào thời kỳ đại tuyệt chủng lần thứ 6. Nhà khoa học nói rằng lần tuyệt chủng thứ 6 này, con người là thủ phạm chính khởi tâm động niệm đúng vậy trên thực tế thì mỗi lần tuyệt chủng đều là do con người đều là do con người đúng vậy không sai đều là do con người nhà khoa học đều cho rằng là như vậy đều là do ý niệm đều là do ý niệm đều là ý niệm cũng có thể nói là con người mà chính là do ý nghĩ bất thiện vậy thí nghiệm về nước của tiến sĩ Emoto Masaru ở Nhật Bản thư pháp sư ông ấy nói nước biết được ý nghĩ của chúng ta động vật cũng giống như vậy biết được sanh tâm động niệm của chúng ta đúng không ạ à? theo câu nói này tất cả đồng thực vật khoáng sản đều có phản ứng đối với việc sanh tâm động niệm của chúng ta vậy có đúng không đều biết cả đều biết cả cho nên khi tiến sĩ hiêu linh đến thăm tôi chúng tôi tiếp ông ấy ở đây ông ấy nói ghế chúng tôi ngồi bàn bạc đất đều biết không có vật nào không biết đúng vậy ông ấy hiểu được điều này thưa pháp sư ý nghĩ quan trọng như vậy vậy con niệm phật Phật cũng đang niệm con Chúng ta với động vật Động vật là anh em của chúng ta Chúng ta bây giờ phát nguyện Cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc Đúng vậy Trước khi lâm chung Phật A-di-đà nhất định sẽ đến Tiếp dẫn chúng ta Có phải vậy không ạ? À? Đúng vậy, sẽ tiếp dẫn Nhất định sẽ đến Một chút cũng không thể nghi ngờ Một chút cũng không thể nghi ngờ Đúng, một chút cũng không thể nghi ngờ Thư Pháp Sư Lúc nhỏ vì không biết Nên con đã giết rất nhiều chuồng chuồng Gián nhất là gián khi con đã trưởng thành rồi Con cũng đã sinh con rồi Con còn dạy cho con của mình Thấy tổ gián con ra sức dẫm chúng Con đã giết hại rất nhiều gián Thông qua lần phỏng vấn này Con thật sự hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục Gia đình, trường học, giới truyền thông Và toàn xã hội hiện nay Con cho rằng cần phải xem trọng việc giáo dục sinh mạng Và giáo dục nhân quả Để mỗi đứa trẻ đều có lòng từ bi đối với động vật nuôi dưỡng thói quen trân trọng yêu thương sinh mạng, trân trọng yêu thương động vật. Bây giờ, thưa Pháp Sư, con tha thiết xin Pháp Sư từ bi thọ tam quy y cho tất cả những động vật trên toàn cầu và tận hư không khắp Pháp giới. Mỗi ngày tôi giảng kinh, đều hồi hướng cho chúng, đều thọ tam quy y cho chúng. Pháp Sư thật là từ bi. Tất cả chúng sanh đi trên đất bơi trong nước, bay trên trời, trên toàn thế giới, toàn địa cầu. Hãy đọc theo tôi lời Pháp Nguyện Quy Y. Quy Y Phật, không đọa địa ngục. Quy Y Pháp, không đọa ngạ quỷ. Quy Y Tăng, không đọa bàn sanh quy y Phật, không đọa địa ngục, quy y Pháp, không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng, không đọa bằng sanh, quy y Phật, không đọa địa ngục, quy y Pháp, không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng, không đọa bàn sanh, quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi. Tất cả chúng sinh linh sau khi quy y Phật Pháp, nhất định phải pháp nguyện thì học Pháp Tạng, tề kính tăng già, xem Phật là Thầy. Nghe lời khuyên dạy của Phật, tin nhận làm theo. Mong rằng mọi người thường nghe kinh, thường niệm Phật, nghe kinh, hiểu rõ, thật tướng các Pháp, niệm Phật, A-di-đà Phật, công đức, vô lượng, vô biên, vô tận. Đầy đủ, viên mãn công đức, của tất cả mười phương ba đời chư Phật như Lai. Niệm một danh hiệu Phật được tất cả chư Phật gia trị bảo hộ. Nhất định trong một đời này cầu sanh tịnh độ. Thân cận Đức Di Đà. Trọn thành Phật Đạo. Chúng ta ở thế gian này, thế gian này tuy có khổ, có nạn, đối với người ham học hỏi thì tất cả đều là tăng thượng chuyên lành. Chúng ta cùng nhau tu học, thương yêu lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc cho nhau, hợp tác với nhau. Cùng làm bạn tốt thực sự. cùng trọn thành Phật Đạo. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2012. Chỗ này của chúng tôi tuy là rất nhỏ, đạo tràng rất nhỏ, nhưng mỗi tối đều thọ tam quy y cho tất cả chúng sanh cõi âm. Pháp Sư Tôn Kính Xin cho phép con thay mặt đại chúng trong xã hội Thay mặt các động vật Bồ Tát Thành tâm cảm ơn Pháp Sư Xin chân thành cảm ơn Pháp Sư Leonardo da Vinci Nhà nghệ thuật trong thời kỳ Phục Hưng đã từng nói Người xem thường sinh mạng Thì không xứng đáng có được mạng sống con người quả thật là chúa tể của loài mảnh thú. Sự tàn bạo của họ vượt qua tất cả các loài động vật. Chúng ta dựa vào cái chết của sinh linh để tồn tại. Chúng ta đều là nghĩa địa. Tôi đã phát nguyện không ăn thịt khi tôi còn rất nhỏ. Sẽ có một ngày, con người sẽ thấy sát sanh giống như giết người vậy. Nhà viết kịch George Benaswell đã từng nói, động vật là bạn của chúng ta. Tôi không ăn thịt bạn của mình mượn như duyên này tôi tại đây xin thành tâm sám hối tôi cũng thay mặt chúng sanh toàn cầu cho đến tất cả các chúng sanh tận hư không khắp pháp giới cố ý hoặc vô ý đã từng làm tổn hại giết hại động vật xin chân thành sám hối chúng tôi thành tâm hướng về các động vật bồ tát bị giết hại nói một câu xin lỗi chúng tôi sai rồi xin hãy tha thứ cho chúng tôi Mỗi sinh mạng của động vật đều giống sinh mạng của mỗi bản thân chúng ta, có máu thịt, có linh tánh. Bất cứ sinh mạng nào cũng có quyền được sống. Tại nơi này, chúng tôi thành tâm mong rằng mỗi người đều có thể đối xử công bằng với các loài động vật. Trời đất sinh ra dạng loài với tấm lòng từ bi, chúng ta không nên giết hại động vật nữa. Tục ngữ có câu, bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Đừng để dạ dày của chúng ta trở thành nghĩa địa của động vật. Đồng thời, chúng tôi mong rằng mỗi người đều có thể chịu trách nhiệm đối với tình hình hiện nay của trái đất, đem sự thật này nói cho mọi người biết để cùng nhau cứu ngôi nhà của chúng ta. Vì trái đất chính là ngôi nhà lớn của chúng ta.